thay mặt những người nghệ sĩ mình nói những điều cầu mong của mình, đặc biệt là trong mùa giỗ tổ này với Vân Khánh. Cầu mong quốc thái dân an. Dạ, xin tổ nghiệp cho mưa thuận gió hòa, vạn sự hanh thông. Và mong rằng là tất cả các nghệ sĩ của chúng ta năm nay cùng với đồng bào cả nước, cùng với đồng bào miền Trung, cùng với đồng bào miền Nam và cả nước hướng về miền Bắc đang hoàn mình trước bạo lực thiên tai. Không những anh đâu mà anh nghĩ tất cả mọi người ở đất nước Việt Nam, tất cả người Việt Nam ở trong đất nước Việt Nam và hải ngoại đều cầu nguyện cho đồng bào ở đất nước, và riêng cái chỗ mà gặp tai nạn đó mau chóng bình an, mau chóng trở lại một cái đời sống bình thường thôi cũng được.